con gái trong tình cảnh đó ai mà chịu cho được. Nên là Mỹ Thi đồng ý luôn rồi. Đang nghĩ tới chuyện tình cảm đúng không? Làm gì có. Nói chung tôi cũng thích nhảy lắm á. Để hôm nào tôi dẫn Linh đến chỗ tụi tôi tập nhảy nhá. Hứa đó nha. Hứa mà. Cuối tuần này con với mẹ sẽ dọn qua nhà chú Khiêm ở nhá. Căn nhà này là của ba con mà. Ai cho mẹ cái quyền đó? Loại người như này con không đáng để lễ phép. Ông cút ra khỏi nhà của tôi ngay. Quyết đó. Sao hả? Quyên đã bỏ nhà đi rồi hả cô? Hãy khóc như đường hùng ngã, hãy khóc như mình đã lớn. Hỡi những đứa trẻ hiên ngang, hãy khóc như đường hùng ngã, hãy khóc như đường hùng ngã, hãy khóc như mình sẽ đứng lên lại. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?